Kính chào và cảm ơn quý khán giả đang theo dõi chương trình thời sự trưa của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Hôm nay thứ tư ngày 19 tháng 8, chương trình sẽ có một số nội dung chính sau đây. Công an tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam và 15 năm ngày Hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 19 tháng 8 năm 1945, 19 tháng 8 năm 2020. Bảo tàng lịch sử với hàng nghìn hình ảnh, tài liệu hiện vật ghi lại không khí hào hùng của cách mạng tháng 8 và quốc khánh 2 tháng 9 năm 1945. Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 trong quá trình điều trị đã triển khai nhiều giải pháp, trong đó dinh dưỡng là biện pháp quan trọng giúp người bệnh phục hồi, nâng cao thể trạng, nhất là đối với những bệnh nhân có nhiều bệnh lý nền nặng. Thưa quý vị và các bạn, trong không khí hào hùng mùa thu cách mạng lịch sử, sáng nay Công an tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống Công an nhân dân và 15 năm ngày Hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 19 tháng 8 năm 1945, 19 tháng 8 năm 2020. Tham dự lễ kỷ niệm có đồng chí Bùi Thanh Hà, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Quốc Đoàn, Phó Bí thư Tỉnh ủy cùng các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh. Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã cùng ôn lại truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam và sự trưởng thành của lực lượng Công an nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế qua chặng đường 75 năm thành lập, chiến đấu và bảo vệ Tổ quốc. Các thế hệ lực lượng Công an nhân dân tiếp tục thắp lên ngọn lửa nhiệt huyết vì nước quên thân, vì dân phục vụ trong mỗi cán bộ chiến sĩ và cùng nhìn lại những kết quả nổi bật của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Tiếp bước những thành quả của những thế hệ đi trước, trong những năm qua, tập thể cán bộ chiến sĩ Công an toàn tỉnh đã liên tiếp lập nhiều chiến công trên nhiều mặt trận, qua đó tấn công quyết liệt các loại tội phạm, ngăn chặn nhiều hành vi vi phạm pháp luật trên địa bàn, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, đảm bảo bình yên cuộc sống cho nhân dân. Với những chiến công và thành tích xuất sắc của lực lượng Công an tỉnh qua từng thời kỳ, lực lượng Công an nhân dân Thừa Thiên Huế được Đảng, Nhà nước ghi nhận và trao nhiều phần thưởng cao quý. Trong phong trào vì an ninh Tổ quốc, nhiều năm liền, Công an tỉnh được Bộ Công an, Ủy ban nhân dân tỉnh tặng cờ thi đua xuất sắc. Tại buổi gặp mặt, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Bùi Thanh Hà, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã trao tặng cho Công an tỉnh Thừa Thiên Huế bức trướng với dòng chữ: Công an tỉnh Thừa Thiên Huế phát huy truyền thống anh hùng, vì nước quên thân, vì dân phục vụ. Thưa quý vị và các bạn, bảo tàng được coi là cuốn sử sống lưu giữ tài liệu, hiện vật kể lại cho thế hệ hôm nay và mai sau về lịch sử dựng nước, giữ nước của dân tộc Việt Nam. Trong đó phải kể đến hàng nghìn hình ảnh, tài liệu, hiện vật ghi lại không khí hào hùng của cách mạng tháng 8 và quốc khánh 2 tháng 9 năm 1945. Đó là những tài liệu khẳng định tầm vóc, giá trị lịch sử to lớn của cách mạng tháng 8 và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Nay là nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Sắc lệnh số 14 về việc ấn định thời hạn và thể lệ cuộc tổng tuyển cử bầu quốc dân đại hội. Diễn văn khai mạc và báo cáo của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Những tài liệu này đã được công nhận là bảo vật quốc gia từ năm 2016. Còn bộ canh đông này được ban nhạc giải phóng quân sử dụng cử hành quốc ca trong buổi lễ tuyên ngôn độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa sáng ngày 2 tháng 9 năm 1945 tại Quảng trường Ba Đình. Có những hình ảnh gắn với những nhân chứng lịch sử một thời như bức ảnh cụ Lê Thi, người phụ nữ kéo cờ Tổ quốc trong lễ tuyên ngôn độc lập năm 1945, hay hình ảnh vợ chồng nhà tư sản Trịnh Văn Bô và Hoàng Thị Minh Hồ trong ngày mở đầu tuần lễ vàng tại Nhà hát lớn Hà Nội ngày 17 tháng 9 năm 1945. Trong những ngày mùa thu lịch sử hôm nay, tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam nhìn lại những đóng góp của lớp thế hệ trước, nhiều người không khỏi xúc động. Có bà nội tôi, bố tôi, mẹ tôi chụp tại ở nhà hát lớn. Chúng tôi rất xúc động bởi vì đấy nó cũng hồi tưởng lại cái quá khứ mà gia đình đã đóng góp cho cách mạng và cái mang lại một cái thành quả cho sau này. Chỉ qua những cái triển lãm như thế này thì họ càng hiểu thêm về những cái ý nghĩa lịch sử và rõ ràng nó cái cảm nhận, cái ghi nhận nó sẽ rất là ăn gần sâu trong cái trí nhớ của mỗi người. Sức mạnh dân tộc cũng được thể hiện qua hàng trăm tài liệu hiện vật trong chuyên đề trưng bày ngày độc lập 2 tháng 9, để giúp công chúng hiểu rõ hơn con đường cách mạng đến mốc son lịch sử của mùa thu năm ấy. Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Việt Nam đã thể hiện sức mạnh đại đoàn kết dân tộc và giá trị của độc lập tự do theo một cách riêng. Các hiện vật rất là tiêu biểu như là quốc ca, quốc kỳ, hiến pháp và những cái hòm phiếu của ngày bầu cử Quốc hội đầu tiên năm 1946. Rồi như sưu tập tiền hay là tem
tất cả những hiện vật đều để lại ấn tượng rất là sâu sắc khi mà tất cả nhân dân cùng đồng lòng đoàn kết quyên góp cho cái công cuộc bảo vệ đất nước. Lịch sử đã trôi qua, nhưng những chứng tích của cuộc tổng khởi nghĩa năm 1945 vẫn còn vang mãi. Trong không khí cả nước chào mừng 75 năm cách mạng tháng 8 và quốc khánh 2 tháng 9, những tài liệu hiện vật được trưng bày tại các bảo tàng góp phần khơi dậy niềm tự hào dân tộc, đặc biệt là thế hệ trẻ. Hiệp hội Doanh nghiệp Hàng không Việt Nam vừa đề nghị Thủ tướng Chính phủ có giải pháp mạnh mẽ để hỗ trợ và cứu các doanh nghiệp hàng không trước ảnh hưởng của dịch COVID-19. Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế cũng mới đưa ra dự báo đến năm 2024, hàng không thế giới mới có thể phục hồi như năm 2019. Các hàng hàng không Việt Nam sẽ thiệt hại trên 4 tỷ đô la Mỹ trong năm nay. Theo đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp Hàng không Việt Nam, tất cả các hãng hàng không đều rơi vào cảnh suy kiệt dòng tiền nghiêm trọng. Do đó, Hiệp hội Doanh nghiệp Hàng không Việt Nam đề nghị Thủ tướng Chính phủ tạo điều kiện cho các hãng hàng không được vay gói tín dụng từ 25 đến 27 nghìn tỷ đồng do Chính phủ hỗ trợ lãi suất trong thời hạn 3 đến 4 năm, cho phép kéo dài miễn giảm phí dịch vụ hàng không đến hết năm 2021, đồng thời kiến nghị Chính phủ chỉ đạo Bộ Giao thông Vận tải và Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam giảm 50% các loại phí dịch vụ hàng không thuộc thẩm quyền của ACV. Chiều qua tại Bộ Y tế đã diễn ra buổi hội chẩn trực tuyến điều trị bệnh nhân COVID-19 giữa các chuyên gia đầu ngành và đầu cầu một số bệnh viện trên cả nước. Thông tin từ đầu cầu Trung tâm Y tế Hòa Vang, hiện đang điều trị nhiều ca bệnh, trong đó có ca 761 đang trong tình trạng nặng hơn với các triệu chứng khó thở trên nền suy thận mạng. Ngoài ra có 5 bệnh nhân khác đang có nguy cơ phải thở máy kéo dài và có triệu chứng nhiễm trùng bệnh viện. Bệnh viện Phổi Đà Nẵng cho biết, bệnh nhân 416 là ca mắc đầu tiên tại Đà Nẵng đang trong tình trạng nặng, phải chạy ECMO, nguy cơ nấm xâm nhập và phổi bệnh nhân khá cao. Qua phân tích, các chuyên gia nhận thấy tình trạng của bệnh nhân này khá giống với ca bệnh 91. Vì vậy, các bệnh viện đã tính đến phương án đưa bệnh nhân này vào trong bệnh viện Chợ Rẫy, thành phố Hồ Chí Minh để tiếp tục điều trị. Tại bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2, hiện có 2 bệnh nhân nặng đang phải thở máy, trong đó bệnh nhân 438 có tiền sử COPD hơn 10 năm và trên nền ung thư miệng. Có 20 ca là rất nặng và nguy kịch, và trong đó có 13 ca là tiên lượng rất nặng và 7 ca là rất là nguy kịch, có thể tử vong bất cứ lúc nào. Và những ca bệnh này thì đều là mắc cái bệnh lý nền như là tiểu đường, tăng huyết áp. Hiện có 34 nhân viên y tế đã nhiễm COVID-19 đang được điều trị. Tuy nhiên, các chuyên gia cũng lưu ý trang phục bảo hộ nhân viên y tế tại các cơ sở điều trị trước tình trạng xuất hiện một số loại khẩu trang giống với khẩu trang N95 không đảm bảo an toàn phòng chống dịch. Tại Thừa Thiên Huế, Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 đã cho xuất viện 106 bệnh nhân khỏi bệnh COVID-19 đang điều trị tại đây. Đây là những bệnh nhân vừa được chữa khỏi COVID-19 lần đầu có bệnh lý nền nặng. Bệnh nhân được xuất viện trong chiều 18 tháng 8 là nữ bệnh nhân 523, 62 tuổi, trú tỉnh Quảng Nam. Bệnh nhân này có bệnh nền cao huyết áp, đã được Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 điều trị khỏi COVID-19 sau 18 ngày cách ly, điều trị với 6 lần xét nghiệm cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Bệnh nhân 523 được xuất viện về tiếp tục cách ly 14 ngày tại nhà. Cùng với bệnh nhân 523, còn có 5 bệnh nhân khác cũng được điều trị khỏi COVID-19 trong đợt này, gồm các bệnh nhân 476, 507, 452, 481 và 483. 5 bệnh nhân này đã cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2 từ 3 đến 8 lần, đủ điều kiện khỏi bệnh COVID-19, nhưng vẫn tiếp tục ở lại bệnh viện lọc máu định kỳ do còn các bệnh nền nặng như suy thận mạng tính và suy tim. Như vậy, hiện tại Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 đang còn điều trị 6 bệnh nhân COVID-19, trong đó 5 bệnh nhân 438, 56 tuổi, dù có kết quả xét nghiệm âm tính 2 lần, nhưng đang phải thở máy với bệnh lý nền rất nặng là viêm phổi đa đề kháng và u ác tính niệu quản. Thưa quý vị, Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 hiện đang điều trị cho nhiều bệnh nhân COVID-19 nặng được chuyển từ các vùng dịch về và điều trị cách ly cho hàng trăm người có yếu tố nguy cơ nhiễm cao. Quá trình điều trị, đơn vị đã triển khai nhiều giải pháp, trong đó dinh dưỡng là biện pháp quan trọng giúp người bệnh phục hồi, nâng cao thể trạng, nhất là đối với những bệnh nhân có nhiều bệnh lý nền nặng. Đây là một loại dinh dưỡng đặc biệt cho bệnh nhân. Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 hiện đang điều trị cho 12 bệnh nhân dương tính từ các tỉnh thành lân cận chuyển về. Toàn bộ đều trong tình trạng nặng do có bệnh lý nền như suy thận giai đoạn cuối, có những trường hợp phải thở máy. Vấn đề tăng cường dinh dưỡng cho 12 bệnh nhân này hết sức quan trọng. Dinh dưỡng đối với bệnh nặng hoàn toàn khác với dinh dưỡng cho người thường.
chủ yếu là tăng cường năng lượng, tại vì những bệnh nhân mà bị COVID cũng như những bệnh nhân mà suy thận thì cái tiêu thụ năng lượng nó rất là cao. Hơn nữa mình sử dụng một số lượng thuốc trong cơ thể bệnh nhân cũng nhiều nên mình phải tăng lượng nguồn đạm, và mình những bác sĩ là dùng những cái dịch truyền mà rất là giàu năng lượng. Cấp dinh dưỡng là một trong ba nhóm giải pháp chữa trị bệnh nhân COVID-19. Nếu bệnh nhân nặng chỉ sử dụng thuốc mà không tăng cường dinh dưỡng sẽ dẫn tới tình trạng suy dinh dưỡng, suy kiệt, chậm phục hồi. Hàng ngày có một chuyên gia dinh dưỡng đánh giá thực tế chăm sóc từng bệnh nhân để quyết định cần cung cấp những loại dinh dưỡng gì qua đường tiêu hóa và đường truyền. Mình có những cái đánh giá bằng những cái xét nghiệm, chẳng hạn như xét nghiệm bằng protein máu chẳng hạn, hoặc là xét nghiệm những cái xét nghiệm khác để mình đánh giá dinh dưỡng và sau đó mình điều chỉnh trên từng bệnh nhân cụ thể. Ngoài 12 bệnh nhân dương tính nặng, Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 đang cách ly 10 bệnh nhân thuộc diện F1 hoặc nghi nhiễm và theo dõi hơn 300 người có yếu tố nguy cơ nhiễm cao. Với quy trình kiểm soát chặt chẽ, khâu dinh dưỡng, đội ngũ bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế quyết tâm ổn định dần sức khỏe cho các bệnh nhân nặng có bệnh lý nền trong những ngày tới. Chiều qua, tại khung cách ly T1 trường quân sự xã Thủy Bằng, thị xã Hương Thủy và trường trung cấp công nghệ số 10, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức trao giấy chứng nhận hoàn thành thời gian cách ly tập trung cho 320 công dân. Sau kích hoạt khung T1 hoạt động trở lại nhằm đón tiếp cách ly bà con ở vùng dịch trở về địa phương, khung T1 đã tiếp đón 320 công dân, thời gian 14 ngày cách ly theo quy định. Với sự chăm sóc, phục vụ tận tình, trách nhiệm của đội ngũ y bác sĩ, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh, đến nay 320 công dân đã hoàn thành thời gian cách ly trở về địa phương. Trong quá trình cách ly thì thấy đội ngũ cán bộ bên bộ đội rất là nhiệt tình. Trong lúc cách ly 14 ngày đấy thì lấy máu cũng phải 3 lần và đo nhiệt độ hàng ngày cũng phải 2 lần. Sau khi thực hiện cách ly tập trung tại cơ sở trường quân sự tỉnh, tôi sẽ về khai báo y tế tại xã phường nơi cư trú và thực hiện cách ly 14 ngày tại nhà. Trong 320 công dân hoàn thành thời gian cách ly lần này, có 8 công dân các tỉnh lân cận, còn lại là bà con quê ở Thừa Thiên Huế. Nhân giấy chứng nhận hoàn thành thời gian cách ly tập trung, mọi người đều vui mừng phấn khởi vì thực hiện đúng trách nhiệm của người công dân, góp phần cùng các cấp, các ngành của hệ thống chính trị trong phòng chống dịch bệnh COVID-19, cũng như được trở về với gia đình, trở lại với cuộc sống thường nhật. Xác định trong đường này là bà con cách ly về từ Đà Nẵng là từ tâm của vùng dịch, do về cái yêu cầu và nhiệm vụ là cao hơn, do về chúng tôi xác định tốt tất cả các mặt từ tất cả các cái công tác để chuẩn bị cho bà con cách ly. Trong quá trình tổ chức cách ly thì chúng tôi tổ chức tuyên truyền vận động bà con, đặc biệt là tập trung vào các văn bản hướng dẫn của các cấp, đặc biệt là trong cái công tác là phòng chống dịch bệnh COVID-19, để từ các cái nội dung tuyên truyền đó, bà con trong quá trình cách ly, bà con nắm được khi hoàn thành thời gian cách ly, bà con về vận động người thân và gia đình của mình, bà con lối xóm là thực hiện tốt các cái nội dung trong phòng chống dịch để cùng với toàn xã hội để chiến thắng trong cái đại dịch COVID-19 lần này. Trong quá trình cách ly, 100% công dân đều có thái độ hợp tác tốt với lực lượng chức năng và hài lòng với điều kiện ăn ở sinh hoạt tại đây. Qua quản lý theo dõi, đến nay 320 công dân đều đảm bảo sức khỏe, không có dấu hiệu nghi liên quan đến nhiễm dịch bệnh COVID-19. Trước khi trở về địa phương, tất cả các công dân được khuyến cáo tiếp tục tự cách ly, theo dõi sức khỏe tại gia đình, chấp hành nghiêm các quy định hướng dẫn của y tế địa phương. Hội chữ thập đỏ huyện Phú Lộc phối hợp cùng chính quyền các địa phương vừa tổ chức cấp phát miễn phí hơn 20.000 chiếc khẩu trang và khoảng 900 chai xịt sát khuẩn cho bà con nhân dân và tiểu thương buôn bán tại chợ. Hoạt động nhằm tuyên truyền vận động người dân nâng cao ý thức trong công tác phòng chống dịch bệnh, hạn chế việc tập trung đông người và thường xuyên mang khẩu trang khi đi ra ngoài, cùng với việc thường xuyên vệ sinh rửa tay sát khuẩn mỗi ngày để chung tay cùng với tỉnh nhà và cả nước đẩy lùi dịch bệnh và hạn chế lây lan trong cộng đồng. Thông qua các nguồn vận động tài trợ, thời gian qua, Hội chữ thập đỏ huyện Phú Lộc đã tổ chức nhiều chương trình tặng quà, hỗ trợ tiền, các nhu yếu phẩm và cấp phát khẩu trang, nước sát khuẩn cho bà con nhân dân trên địa bàn, cùng với các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ nơi tuyến đầu chống dịch với số tiền hàng trăm triệu đồng. Trở lại với những thông tin thật sự đáng chú ý khác, theo số liệu từ Ngân hàng Nhà nước, từ đầu năm đến hết ngày 28 tháng 7, tín dụng chỉ tăng trưởng 3,45%. Con số này bằng chưa đến một nửa so với mức 7,41% cùng kỳ năm ngoái. Định hướng cả năm, tín dụng vẫn tăng trưởng khoảng 10%, tương đương với 5 tháng còn lại, dòng tiền đẩy ra thị trường sẽ phải tăng tốc rất nhanh mới đạt được mục tiêu.
Tuy nhiên, trong bối cảnh dịch bệnh hiện nay, mặc dù mặt bằng lãi suất đã giảm hẳn, các ngân hàng cũng đang nỗ lực đưa ra các gói tín dụng ưu đãi và các biện pháp hỗ trợ khách hàng, nhưng khả năng hấp thụ vốn vẫn kém. Bởi vậy, theo đánh giá của một số công ty chứng khoán, kênh trái phiếu tiếp tục được xem là cứu cánh của các ngân hàng cho dù lãi suất ở mức rất thấp. Đến cuối năm 2025, có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới. Mỗi xã có sản phẩm OCOP đạt từ 4 sao trở lên, huyện đạt chuẩn nông thôn mới và có sản phẩm OCOP đạt 5. Huyện Phú Vang quyết tâm xây dựng thành huyện nông thôn mới trong giai đoạn 2020-2025. Để thực hiện mục tiêu này, huyện đưa ra nhiều mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp. Trong đó, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm là tập trung hoàn thành các loại công trình cơ sở hạ tầng thiết yếu như giao thông nông thôn, các công trình thủy lợi tưới, tiêu, phục vụ sản xuất nông nghiệp, nước sinh hoạt, các công trình phúc lợi xã hội nhằm tạo sự đột phá trong phát triển kinh tế xã hội và diện mạo mới khu vực nông thôn. Các cử các quy hoạch đề án nông nghiệp đã được phê duyệt, tập trung đầu tư cho công tác chuyển giao, ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ mới vào sản xuất nông nghiệp, ưu tiên sản phẩm chủ lực, sản xuất theo hướng công nghệ cao, có sự hợp tác liên kết theo chuỗi giá trị, phục vụ tiêu dùng và xuất khẩu. 16 sản phẩm chủ lực của Phú Vang, trong đó gạo Phú Hồ và nước mắm Như Ý, Phú Thuận đã được một tổ chức chứng nhận độc lập và được tỉnh công nhận sản phẩm 3 sao thuộc chương trình OCOP. Những sản phẩm như nước mắm Phú Thuận, nước mắm Lang Trai, Phú Hải, mắm Chưa Cà Vinh An, nước ở Vinh Xuân đang xây dựng OCOP và chuẩn bị đạt. Từ nguồn vốn ngân sách của tỉnh, huyện Nam Đông đầu tư gần 9 tỷ đồng mở rộng đường trục chính trung tâm xã Thượng Nhật. Đây cũng là xã được tỉnh chọn làm điểm trong chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Công trình giao thông đường bộ cấp 4 có chiều dài hơn 500m, điểm đầu giao tỉnh lộ 14B, điểm cuối tại nút giao đường vào cầu Thượng Nhật, kết cấu mặt đường bê tông nhựa, diện tích đất sử dụng khoảng 0,7 ha. Bồi thường cây cối, đất và vật kiến trúc trong phạm vi giải phóng mặt bằng, di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật ra phạm vi hai bên lề đường, hệ thống vỉa hè lắp dựng bỏ vỉa, đắp đất, lạc gạch đoàn trước trụ sở Ủy ban nhân dân xã đến trường mầm non, công trình thoát nước dọc ngang quy mô vĩnh cửu, gồm cả cổng ngang và hệ thống cống dọc bê tông cột thép. Công trình được khởi công từ tháng 9 năm 2019, dự kiến hoàn thành trong vòng 3 năm. Đến nay, công trình đã hoàn thành hơn 90% khối lượng công việc và dự kiến sẽ đưa vào bàn giao sử dụng trong tháng 10 năm nay. Công trình mở rộng đường trục chính trung tâm xã Thượng Nhật nhằm từng bước hoàn chỉnh hạ tầng giao thông, chỉnh trang khu trung tâm xã, phục vụ nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa cho người dân, góp phần phát triển kinh tế xã hội, sớm đưa xã Thượng Nhật đạt chuẩn nông thôn mới. Những hình ảnh vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.